rồi. Chết anh, rồi. Anh đi mò cua. Bị cua đó. Anh cắt cái tay anh mất tiêu luôn. Trời ơi trời. Sinh tồn sáu ngày sáu đêm hy sinh cánh tay vậy đó trời. Mình hy sinh bắt cua về cho mấy em nhỏ ăn mà không ngờ con cua này bự đúng quá. Làm anh lớn có khác à. Bo thưa người anh của mình nên cho người anh mình cánh tay nhân tạo đó các bạn. Dạ các bạn. Có cũng đỡ hơn không con. Chạy đi. Chạy đi. Rồi kéo vậy. Kéo vậy. Rồi, rất đau luôn rồi trời ơi trời. Tao anh sợ gì chào các bạn ở bên đó. Chào các bạn. Xin chào các bạn trở lại với kênh Núi Sam TV của bọn mình nha. Thì hôm nay là không có thấy được chú chế đâu các bạn à. Cái lều này nó giới hạn quá. Chơi chơi chơi. Gì con? Như chỗ này có nước nè. Đó. Đủ nhẹ chưa? Hèn chi. Thì ngáy à. Trời ơi, nào đây, đó ngủ đây. Tối nào ngủ đây vậy? À, như trái đá vậy. Rồi, nó vui nè các bạn ơi. Mùi như nước trái bò. Chế không à. Nước trái bò khai. À chế hả? À. Dạ chế không à. Chế 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 bậy bạ, chế bậy bạ. Ông chế đá không à. Mới nói chế không à mà. Dạ, các bạn ơi, nói vui vậy đó các bạn, giỡn vui thôi các bạn, bạn biết không? Đời trời ở ngoài mưa. Nên bọn mình á dậm chân vô ướt nhẹp với chân cái sàn nữa các bạn. Mà bây giờ cứ chú mưa trước đi, hồi chừng nào khô á bọn trời nắng cái bọn mình phơ các bạn. Chơi. Nào quay cho các bạn coi coi. Nè, ở ngoài còn mưa nữa nè các bạn. Đó quay các bạn coi. Nè, thấy chưa? Chứ tôi coi đứa chưa cửa. Ngoài rộng nha các bạn. Bảy bữa trước không có mưa chứ bữa nay hình như là từ hồi sáng tới giờ tầm tả luôn các bạn ơi. Quá trời mưa rồi. Bây giờ nếu mà cứ ngồi ở đây vào trong lều hoài là bảo đảm thì mình chết đói nha các bạn. Đúng không? Dạ. Bây giờ không có gì ăn, đã nói là mình ra đây mình làm cái thử thách 6 ngày 6 đêm ngoài đồng ruộng mà còn tự tìm thức ăn nữa. Chứ kiểu này là thua rồi. Chơi chơi. Cái gì con? Dạ, hồi sáng này con có lấy điện thoại cô bác của chú chế. Con có coi thời sự là nó bảo là nay bão cấp 3. Cái gì đồ bác của tôi không. Rồi cô bác mà coi thời sự. Rồi trắng đen luôn coi được thời sự là hay lắm. Ghê đi trời ơi. Ây vậy chú chế đừng ra đường. Để mà nó cuốn nguyên tay mình đi hết trơn rồi sao quay nó chơi. Mà Giang thì lại có số giờ đánh nữa. Vậy thì chế cũng hơi lo lắm vấn đề này các bạn. Bước ra ngoài mà hên bữa nay trời cũng độ. Mưa thì mưa mà nhưng không có trong gió xét hả các bạn, bởi vì rất là im. Bởi vì đi ra sinh tồn bữa nay là chắc mong là lụm được cái trứng vịt ở ngoài đồng, nó thấy nguyên bầy vịt ở ngoài đó. Mà có lụm được trứng trâu không ta? Trâu đẻ con mà. Thấy nguyên bầy trâu ở ngoài đó luôn các bạn, không biết trâu nó có đẻ trứng không nè. Có không dạ? Rồi ra ngoài vậy cái là con mới lụm được cái trứng trâu chứ. Là vô mảnh luôn các bạn, là review lừa chân thật cho bạn coi luôn cái trứng trâu các bạn. Mà lạnh như đi dữ gì chơi. Rồi. Chết rồi các bạn. Chú chào ơi. Bo, bo đừng bỏ chú chơi con. Trời ơi bo, bo. Ôi, quá nghe. Bây giờ chú chưa tôi chú cháu tôi ở trong lều á chạy ra các bạn ơi, giờ là lạnh quá. Một hàng tái quyến, thằng thì đặc ngoan. Một thằng thì bị cắm không nói được gì. Trời ơi trời, lạnh các bạn ơi. Trời ơi kìa. Kéo lèo lại con. Bo. Bo đi ôi. Rồi. Bo bỏ chúng ta đi rồi. Cái lốc kìa bo. Cái lốc kìa. Không không. Cái lốc kìa. Cái lốc kìa. Các bạn ơi, hồi tối á chú cháu bọn mình á bắt được con rắn cha các bạn. Bây giờ bắt được con rắn con nữa nè. Đó. Tối mình bắt được gắn té, giờ bắt được gắn con. Rồi tối bắt được con gắn gắn cha nè, ở khu vực này gắn nhiều lắm bạn, gắn này nè. Không biết là các bạn biết gắn này tên gì thì cứ nhớ comment cho bọn mình biết ha, để học hỏi thêm ha các bạn. Đó. Con này nhỏ xíu à. Con gắn này nó tên con. Mà không biết sao nó chết thôi các bạn, chắc nó bị ai đánh đánh chết hoặc là nó tự chết thôi các bạn. Ôi. Chết anh, rồi. Anh đi mò cua. Bị cua đó. Anh cắt cái tay anh mất tiêu luôn. Trời ơi trời. Sinh tồn sáu ngày sáu đêm hy sinh cánh tay vậy đó trời. Mình hy sinh bắt cua về cho mấy em nhỏ ăn mà không ngờ con cua này bự đúng quá. Làm anh lớn có khác à. Bo thưa người anh của mình nên cho người anh mình cánh tay nhân tạo đó các bạn. Dạ các bạn. Có cũng đỡ hơn không con. Siêu nướng ăn nha các bạn. Ok. Gắn cánh tay hải tặc. Bây giờ không? Có gắn chết tới đây luôn lấy ăn luôn bạn, không biết là có dạ. Có sình thúi không nữa. Để nhưng cũng phải test thử các bạn. Quá mưa. Quá mưa rồi các bạn ơi. Rồi bọn mình bây giờ team bọn mình đi xuống dưới đó coi kiếm cái gì kiếm à. Mà hồi tối vô con cá lóc ở đó bọn mình đi xuống kiếm nó nữa coi các bạn. Bậy rồi chơi, bên kia kìa. Tên đâu? Bên kia kìa. Đây. Đây nguyên đội ngủ của tụi mình đang đi sinh tồn ngày mưa các bạn. Quá lạnh rồi các bạn ơi. Hồi tối cho ông trời độ các bạn. Bây giờ là bữa nay là không độ rồi, mưa từ sáng cho tới giờ luôn các bạn.
bây giờ ở trong lều hoài thì chết đói đó các bạn, bọn mình phải quyết định đi ra khỏi lều các bạn, quá lạnh rồi, để bọn mình đi kiếm đồ ăn rồi kiếm tầm bậy tầm bạ gì ăn cũng được để sống qua ngày các bạn. Các bạn ông già kèo mình đi nha các bạn. Còn cây 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 các bạn rồi lặng đó. Ê ê ê ê đâu vậy? Chưa bò sợ. Lặn dưới kìa. Dịch lạc các bạn. Con cái đâu rồi? Ôi. Lặn dưới trời. Lên bờ cho nó ngồi lên rồi chụp nó. Giờ mà về con nó chạy đâu về xíu rồi. Rồi anh bơi lên bờ đi, gặp tôi nhảy xuống lụm mà. Lên bờ. Ừ nó kìa. Muốn ai muốn ai để tao nữa nè. Để tao nè, tao nhậu quá nè. Ngại sợ. Nè các bạn. Mà được con các bạn. Bơ cầm qua anh bơ. Nó lại nó lặn lâu dữ. Nấp. Thấy cái chân kìa. Rè. Quay. Được hai vịt nha các bạn. Nè các bạn, hai vịt nào mình chiến bò mới bắt nha các bạn, bắt được hai vịt lạc ngoài đồng các bạn. Quá êm rồi. Ờ con vịt gì ăn vịt tiếp các bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Biết chạy tao cảm ta. Vịt vịt đâu kìa. Vịt vịt. Vịt vịt. Cá sấu. Không, bữa trước lặn, hôm qua mình ăn rắn nguyên trang nha, nguyên đàn châu lạc luôn nha. Ôi trời ơi, châu lạc kìa anh em. Châu lạc ba, châu lạc, châu lạc, châu lạc. Dân này dám phá đồng rồi. Con vịt nè. Ốp sọ. Ốp sọ. Ốp sọ. Ốp sọ. Ốp sọ. 1 2 3. Ốp sọ. Ốp sọ. Đếm 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 lên được chưa? Được chưa? Dấu chưa? Lấy giò lên. 1 2 3. Keng keng gãy giò luôn ông nội ơi. Kè nó quýnh khánh rồi. Ai đây? Chiến tranh quá khốc liệt. Chiến tranh quá khốc liệt. Giang cố lên. Chạy đi. Các con em chạy đi. Trời ơi. Giang nó bị thương giò rồi. Quá khốc liệt rồi các bạn ơi. Kéo vậy. Kéo vậy. Rồi. Sách đau luôn rồi trời ơi. Đừng có chi tranh nữa. Hòa bình đi. Hòa bình. Tranh chỉ có đau khổ thôi. Ủ lên. Gần về nước rồi. Gần lên đất liền rồi. Rồi. Anh hùng đã hy sinh. Anh hùng chậm vịt đã hy sinh. Mềm không? Nhìn dạ, 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 có dạ, dạ. Đúng. Rồi. Rồi. Chưa. Thôi cầm nó đi. Bảy đâu rồi, không sao đâu. Không sao. Mềm mèo rồi các bạn ơi. Đâu. Bo lượm được trứng vịt nữa các bạn. Ui trứng này mềm hơn á. Trời ơi. Mềm quá mềm rồi. Ui chân bể. Ui như cái bong bóng luôn trời. Ông già, mấy trứng nó mềm xèo quá. Bể hả?
trứng không còn nguyên, kiểu như rẻ trứng non á. Là có trồng đỏ mà không chưa có trồng trắng nữa. Đó. Nè, cho các bạn coi. Rồi trứng vịt trở chậu luôn kìa. Bởi luôn kìa. Ê kìa. Thúi hả? Thúi ăn được sao không? Mày ăn nha. Trứng gì kỳ vậy bạn? Trứng non các bạn. Để non các bạn. Dập lép mà, như trứng trắng đó. Con lấy trứng trắng. Ủa sao nó không? Nó có cái mầm nữa nè. Ủa cái chân mà. Không. Không phải. Cái vỏ. Cái gì kì vậy? Trứng vịt gì kì vậy? Bỏ họng đi bo béo mày à. Bỏ mày, nó ghê quá. Thọt nó luôn rồi. Thọt nó luôn rồi. Ui, cái trứng này hai chồng đỏ gì vậy? Ở trong còn nó rồi chết. Còn lấy luôn. Nhìn có thật. Ở trong còn chồng đỏ nữa kìa. Ờ, còn chồng nữa. Im các bạn. Vậy hai vậy? Còn nguyên luôn nữa các bạn. Kìa. Ở ngoài trước đây thôi. Để, im. Cái bạn còn trứng. Ba trứng. Ừ, đi. Hình như đường này đi dịch đi ngang nè các bạn. Chứ không ngửi được gì hả? Cứt dịch quá trời đó. Đây kia kìa. Kìa. Đây. Vậy thấy mà không dạ? Thấy à. Được 4 trứng nha bạn. Rồi, 2 trứng. Nè, một trứng đây nè, một trứng kia kìa. Ờ thấy rồi. Rồi đằng kia trứng nữa kìa. Vậy là 3 trứng đó. 3 trứng. Dịch đi bể rồi. Ui. Ui. Cái này bự vậy hả? Ui đã vậy. Ông dạ. Cái này mập phù lù luôn. Trứng trâu. Trứng trâu. Trứng trâu. Rồi. Trứng dạ. Ơi, nó bự hơn gấp mấy lần trứng hơi thường luôn dạ. Ui trứng trâu chứ. Trứng trâu. Con vịt này á, cái lâu đít của nó phải là 1m2 luôn á. Trời. Dạ. Ôi. Màu đen luôn nè bạn. Còn ba trứng này. Trứng trâu nữa các bạn. Ồ, trứng trâu nữa kìa, quá to rồi trời. Dạ. Trứng con này to quá. Dạ. Không. Nữa hả? Ủa nóng cái chân kìa trời. Vô động rồi, vô mánh rồi. Mình là người ta đã quá hậu đồng rồi, nhớ đến cái trứng rồi bạn. Làm bể hết cái trứng. Đâu. Trứng thì quá bự phải không? Trứng thì quá nhỏ. Trứng thì quá nhỏ. Nè. Đó, các bạn. Bớt ra. Mới gớt trứng các bạn ủ quá. Vậy có trứng không các bạn? Trứng thì cái tiêu vậy. Vậy có trứng rồi. Dạ, rồi. Ờ trứng nhiều dữ vậy trời. Gai. Mềm không hả? Mềm không? Vậy là mới đẻ sáng nay. Vậy là mới đẻ thì. Đẻ của vịt lạc mà. Ủa trứng vịt nữa vậy. Gì? Ủa một trứng vịt nè. Ừ, rồi. Đó, vậy đi đó không? Vậy đi đánh thôi các bạn. Ông quá im rồi. Trời ơi. Vịt luôn. Vậy rồi. Lấy xăng hả? Đi đây chị. Dạ, lấy cái chị. Kệ chở chị đi mua luôn đi. Các bạn ơi, làm hước người ta các bạn. Giang chạy lên chở chị đó đi mua cái lấy xăng các bạn. Cái gì vậy? Con vịt lạc á, nó qua nó cây cầu ngang sông nè. Con vịt lạc cái gì? Ừ. Nó đang nằm qua cầu ngoài này hả? Cái cầu khỉ đằng đây đúng không? Ừ. À rồi cảm ơn cái gì? Coi bờ bên đây không có thì bỏ ra luôn. Dạ dạ dạ. Dạ con cảm ơn. Bị tôi bắt ốc ở đó đó. Ờ đó vậy bắt ốc đó, phát hiện được con vịt lạc cho bọn mình ăn bữa nay các bạn ơi. Lều của bọn mình nè. Quay cái lều bọn mình đi. Đây lều bọn mình nè các bạn. Ước dẹp nha mọi người các bạn ơi. Tao mình sợ gì bọn. Ê. Đang bấm máy các bạn ơi, quay qua. Ờ cánh đéo sao con? Ờ thảm nhỏ trời ơi, mới thằng Giang té một cái bình ở dưới đó bây giờ tới kìa. Đang khánh luôn các bạn ơi. Đường dài luôn nè. Ờ ơi. Đây trời, ai hay là nhà quần cũng vậy. Chuẩn bị đi đái. Nói chú chế còn đi đái cái chú chế quay quay bạch. Nằm nóng. Để con xuống với con cửa. Mưa hả bạn, thông cảm các bạn. Nó nghiêng thùng nước không mỏ luôn trời ơi. Nói không tiền hả? Rồi. Ăn nữa. Được rồi, vậy được rồi. Thở quá trời thở. Bây giờ bọn mình lột các bạn không dám nướng như bữa. Nướng trứng núi lửa nó nổ ghê quá các bạn ơi. Bây giờ chú cháu mình rút kinh nghiệm rồi. Nó có cái nồi đem theo để bọn mình luộc ăn cho nó ok các bạn, không có dằn nữa như bữa. Mới dắt heo về là được 2 con heo luôn. Được 2 heo. Thì các bạn ơi, chế nhờ Việt đi bẻ lá chuối họ bỏ đồ ăn lên ha các bạn. Rồi cảm ơn Việt luôn, quá Việt có công với cách mạng rồi đó các bạn. Có heo nè bạn, đó heo nè. Rồi Việt ham dắt heo quá, heo điên luôn rồi nè, các bạn ơi. Nè, heo đó nè, có heo bự bự trắng. Đem vô cổng, đem vô chỗ liều mình đi. Heo bự mày chứ. Đàng hoàng ăn đàng hoàng. Đó, bây giờ tụi mình đứng xa xa phát hiện thêm trứng nữa nè các bạn. Trời, bỏ vô. Im dạ.
cái trong đỏ trong nó trôi nè. Má bự rồi, trứng gì trứng trâu. Bóp vô, chết, trứng này trứng trâu rồi các bạn ơi. Vô danh sách trứng quả đã. Sớm giờ săn bắt cũng đã mệt, giờ anh em mình sẽ chặt vừa uống nha các bạn. Vừa non nhưng mà nó ngọt nha các bạn. Nè, có xài nha. Sống đồng vừa bằng tao nha. Con nói nó xài rồi mà không ai nghe. Trời ơi, con chứng minh lên nó bắn luôn rồi, hàng gì. Nè, mời chút giấy. Tuyệt vời. Chạy uống trước đi. Rồi. Các bạn ơi, được gian cho trái dừa. Mà các bạn nha, bắn nước dừa lên muốn tự mù con mắt. Bắn như tên lửa các bạn ơi. Nó kêu là chú trái né ra chú trái. Rõ ràng. Ủa hốt cái trời ông nội ơi. Kêu bỏ khùng. Đúng như cái tên luôn các bạn, bỏ khùng. Nó lại nha. Úi cái phần non ăn luôn rồi, ăn được luôn. Thì đó hồi nãy con cạp bo thấy mà. Bo nãy đâu cạp không? Đưa tiền miếng nè cạp luôn, phần đó tiền. Phần non ăn được không nha? Phần non chính giữa. Chấm muối ăn thêm á nha. Mời các bạn. Mời các bạn. Ê cua đó. Này con uống đi, hồi cái mấy con chặt ra. Uống đi mời đi. Ông dạ, cái này cái gì? Nằm miếng đi. Bẻ ra, đập bẻ ra. Ông dạ. Ông dạ. Phê lắm bạn. Chết. Thì review tiếp, vừa nấu lửa. À, bữa nay không trúng mặt mình các bạn. Trời ơi cay kìa trời. Ê, mình con tắt. Nó bắn mạnh lắm, nó bắn vô mặt chơi mạnh lắm. Trời ơi, cái này tét quá. Khoét đi, đừng có tét nữa là không có nước có uống nữa. Tại vì nó tét theo đường nước. Ừ, không mấy gì đó. Rồi, ok, đẹp. Dạ, bữa cái vườn nữa nha. Nè, bữa vô đây cải quét phần non nè. Đây đây làm cho. Giờ mình uống các bạn. Mời các bạn nha. Bắn đầu á. Ăn ngon luôn các bạn. Rồi uống khóc luôn các bạn. Bắn vô mắt, nãy anh bắn vô mắt. Khóc luôn. Nãy nước dừa bắn quá, khóc luôn. Kìa thanh niên nó chặt ra kiếm dừa non nghe kìa. Ừ, nhẹ nhẹ thôi. Uống luôn cha. Uống nữa con. Nó, mì á, thấy không, giòn không? Nè các bạn. Đó, là nó đó. Nè các bạn. Như cổ hủ dừa vậy đó. Cắn. Miếng dừa non nè. Đó. Đã không? Muối đâu rồi? Nè, chấm muối nè. Nè nè. Mời em miếng nha. Nè bạn. Đỡ lên. Đừng nuôi thôi. Mời bạn nha. Ngon quá các bạn ơi. Nó úp góp luôn kìa trời. Tiền cắn gì luôn các bạn. Ăn nó hơi chát chát mà ngon. Mời bạn. Quên rồi xíu quên mà. Không phải mời bạn. Cái bạn ơi con cắn mỏng mỏng. Các bạn mới đi uống á. Cớp cớp luôn các bạn. Ngon quá. Quá nghe. Nào được đi. Nghe tiếng đã rõ vậy. Ở mảnh trong nãy nè. Ở trong lều ám ảnh cái pha đó thiệt chứ. Nó bịch mở cửa không kẹp cái pha đó chết luôn. Điện đập bịch cũng kéo dài ra rồi tiếng xe nó không cắn có gì bạn. Mà đau khổ nhất là vậy nè. Tề Giang không có gì đau khổ nhất à. Địch mà trời mưa mở cửa không được. Chạy cũng không xong. Đau khổ. Chạy ra ngoài. Tông liền không mày. Chạy ra ngoài á thì ướt mưa ướt mình. Mà ngồi một chỗ á thì hửi thôi. Thủng. Cái tiếng kêu không vậy? Cái tiếng nó rồi, tiếng dạ, nó vừa dài dài nè, mà chuyên nó gia, cái tiếng nghiên cứu vậy âm thanh địch nè. Tiếng nè. Không có tiếng. Nó địch cái như tiếng ác của cái xe thắng lợi cái. Mà kéo dài mà hơi chậm một xíu. Ta nghiên cứu. Ta nghiên cứu lâu lắm rồi, tao biết. Mình hử biết có con nào luôn mà. Trời ơi. Chuyên gia hử địch luôn. Hử trong tê lều mà thằng nào địch là Giang biết hết trơn luôn các bạn. Hay gì cỡ đó các bạn. Anh ơi. Đi ngủ nha. Gì trời ơi đi ngủ đi chừng nào chơi chứng chín. Xong kêu ăn xong kêu à. Tao món này đi làm đi. Ok dạ dạ sếp. Ok ngủ đi. Chừng nào ăn xong kêu ra ăn vỏ trứng. Còn dẹp. Mình đổ muối ra nha các bạn. Rồi đổ muối đi con. Trứng cuối cùng cũng chín rồi các bạn. Đứa miếng đi, đổ người đứa ô đi. Thôi quýnh lộn lạo nè. Tao vỗ nắp cho tao, đưa nắp đi. Đợi nó nắp đi. Nắp cho tao. Gì cũng biết ăn muối nữa trời. Trời ơi, trời. Trời. Chó mà không biết ăn sao được. Trời. Bạn chó không biết ăn sao ăn bạn. Đúng rồi. Mẹ nhìn tôi. Thôi. Rồi, mấy đứa mời các bạn luôn đi.
Giúp đi các bạn. Mời ăn đi, mình cũng quá đói mà rồi. Mà các con mượn bạn cái đầu cùng cái ăn cái đầu nha. Thấy cái chồng đổ của tao rồi mày. Yeah. Quá êm, đầu chú chế êm quá các bạn ơi. Thì ra là tác dụng của chú chế đi đây là lấy cái đầu để đập trứng đó các bạn. Có chú chế đi theo cũng êm chứ bộ. Đúng rồi. Ôi, sướng rồi. Vịt để bậy đã không các bạn. Cái vỏ mềm xèo luôn. Có mấy trứng vịt cứng nữa các bạn. Rồi, mời các bạn đi. Mời các bạn nha. Mời bạn. Mốt anh em ơi, lượm trứng nhớ kêu chú chế heo nè. Ăn trứng phải kêu chú chế từ hột vịt lộn với hột vịt trắng. Chú chế gõ, gõ đầu chú chế nghe đã lắm. Âm thanh nó dội nghe cớp cớp vậy. Xong khi đó vậy tê tê. Mềm xèo các bạn. Trứng đồng ăn có khác ha. Mốt mốt anh em có cần đóng đinh thì tôi chế luôn. Trứng đồng ăn có khác. Đã quá, trời lạnh mà ăn trứng nóng đã quá. Các bạn à. Cởi quần ra bỏ trứng vô quần á, ấm. Ôi, trứng trắng kìa. Ngon quá đã, có phê. Cho miếng muối các bạn. Rồi, mời các bạn nghe. Bé không ngậy không? Không quá các bạn ơi. Các bạn, mời bé nghe. Nghe ăn xong hay nhớ. Nhớ nhiều à. Không có nha. Không có nha. Mày hương chứ đừng nhớ nhiều rồi được rồi. Mà bạn mới nghe. Nó rơi mấy con vịt. À mấy con vịt nói mới nhớ luôn, mấy con vịt chứ mình thả hả bạn, hai con vịt nãy bắt đó. Nhỏ xíu à. Ừ, mình không xanh luôn các bạn ơi, mình cho mình thấy tội nghiệp quá mình thả lại các bạn ơi. Mình chỉ ăn trứng của tụi nó thôi. Ăn trứng nó bự thôi, còn hai con vịt nãy nhỏ xíu rồi nên mình bợ mình thả ha các bạn. Mình cũng ăn. Mà chắc là ngùng ngăn với mình nha mẹ. Nghe con quen quen vậy ta. Ai biết đâu có thể ngủ hứng. Rồi. Trời ơi. Đã chưa các bạn? Chấm bút luôn. Mà sướng ở chỗ này cái vỏ nó lại mềm ha. Mình lấy trọn bộ luôn. Lột mấy... Ôi. Lột mấy vậy? Chấm liền, bỏ miệng liền, nó tan. Chứ nó y ăn chao vậy á. Ăn chó luôn. Mấy bạn nha. Hồng đào mấy bạn. Đã không? Đúng đẹp luôn. Mấy bạn nha. Vừa béo gì mà. Đã là sao? Ừ. Trời ơi, mất nghẹn rồi. Chơi. Gì vậy? Sao trứng vịt nó có mùi gan của con vịt luôn. Ôi, ra là vậy. Nếu mà trứng vịt mà có mùi con ngỗng đó mà là một chuyện. Đúng rồi. Bo nó giống cho chúng ta được bài học quý giá các bạn. Ăn trứng vịt tự nhiên nó có hơi mùi của con vịt. Ơi đủ sập liền đi rồi. Tiền từ Dubai trả về. Tiền từ Dubai trở về kìa. Tiền Dubai. Tiền Dubai. Tiền mới đi Dubai về các bạn. Đi con. Hôm nay giỡn trứng nó hoài hảo không? Ồ đã rồi. Đúng rồi. Đây. Ơi à, lại trời cái đội khoe. Anh vừa chạy anh bỏ cho mày liền vô liền. Tôi nghe thầy. Thì các bạn ơi, các bạn cũng nghe rồi đó, âm thanh gì chưa? Trời ơi. Nào địch với bay. Ai nói âm thanh đó đâu, ý mình muốn nói âm thanh ngoài đồng kìa, các bạn nghe tiếng ếch chưa? Đó, chứ đừng có quan tâm gì cái âm thanh trong lều của bọn mình hết trơn ha các bạn. Cái mùi y gan chứ nhịt thối vậy. Mùi chứng dịch thiệt. Thì cũng có thằng nào đang xì xì nhẹ đó. Thấy gì hồi chút xíu trời sập xuống là nhanh lắm. Giờ nghỉ ngơi các bạn ơi. Nguyên ngày bọn mình đi sinh tồn dầm mưa rồi. À, mình mẩy thằng nào cũng nấy gã gờ hết trơn nữa các bạn ơi. Nếu các bạn thấy video thử thách 6 ngày 6 đêm cắm trại ngoài đồng của team Núi Sam TV mình làm hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh Núi Sam TV mình lên cho mình một like và subscribe nha các bạn. Đúng rồi, cho mình 4,000 đăng ký kênh nha các bạn và chia sẻ lên Facebook cho các bạn khác cùng xem ha. Subscribe nhớ bấm vô cái chuông nha các bạn. Okay. Mới hiện thông báo được. Đúng rồi. Rồi chào tạm biệt các bạn đó mấy đứa. Chào các bạn.